Xin chào anh em. Lời đầu tiên tôi muốn hỏi anh em là đã ăn cơm chưa nhỉ? Vì là ngày hôm nay mà chưa ăn cơm là mệt đấy. Bởi vì là chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc đấu rất là thú vị giữa team của Bình B và team Hiếu Aquaman. Thực tế ra là team của Bình B và team Hiếu Aquaman đã gáy nhau 2-3 ngày vừa qua rồi. Ở trên trang cá nhân của các bạn ấy cũng như ở trong cộng đồng thì chúng ta đều biết rằng là sẽ có một cái cuộc đấu như vậy. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được làm gọi là gì? Chủ trò à? Trong một cái cuộc chơi thú vị như thế này. Thực sự tôi cảm thấy rất là vui cũng như là rất là tò mò để ngày hôm nay được ở đây chứng kiến cuộc đấu này, một cuộc đấu cực kỳ xanh chín, cực kỳ máu lửa giữa những người vốn dĩ đã biết nhau, cũng có thể là những người chưa biết nhau lắm, và có những người cũng cay cú nhau nhiều thứ nữa trước khi mà bước vào trong chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ chờ đợi tất cả những điều đó. Và ngày hôm nay rất tiếc là Nguyên Linh không nằm trong team của Bình B. Anh em chơi với nhau thân thiết thế mà đến lúc ra chiến trận Nguyên Linh lại không được mời vào. Nguyên Linh, anh thấy tiếc đó, hơi buồn cười chỗ đấy. Nguyên Linh có thể comment gì về chuyện đó không? Em sẽ một vai trò khác. Em sẽ rất là chuyên nghiệp. Em sẽ biết công việc của em ngày hôm nay đó là có thể là cổ vũ cho những game thủ của chúng ta ở trong ngày hôm nay, hoặc là thậm chí có thể khịa hai game thủ của chúng ta trong ngày hôm nay, và thậm chí có thể cùng với anh Quân đưa ra những cái kèo hoặc là những cái hình phạt để cho những người thua cuộc trong ngày hôm nay nữa, với những cái kết quả thú vị. Anh mà là nhà em là anh cay lắm đấy, anh cú lắm đấy. Anh thực ra là anh không biết chơi FIFA online thôi, chứ còn mà anh mà biết chơi mà Bình B mà không cho anh vào team ấy, mà vốn dĩ sát cánh cùng nhau cả một tháng rời vừa qua, cuối cùng khi mà ra trận chiến lớn mà không được vào thì anh cảm thấy khó chịu lắm. Tôi phải thanh minh là thực ra là tôi cũng đã điền tên Nguyên vào rồi. Ban đầu thì đấy, anh em định là làm kéo 5v5 thì là 5 người thì có Nguyên. Thế nhưng mà sau đấy thì bên phía Hiếu thì bảo là hiện tại chỉ có 4 anh em thôi. Thế là mình cũng phải rút đi một cái tên đấy, thì mình cũng nhận ra là thì Nguyên mặc dù là nó đá cũng tốt đấy, thế nhưng mà Nguyên nó làm những cái khác tốt hơn. Thế thì bảo là thôi thì dạy, có 4 slot thì Nguyên chịu khó. Chứ còn Nguyên là anh điền tên em vào rồi. Đó, em đấy. Hiểu mà, em hiểu cái đấy. Mặt bóng mà. Anh hiểu. Anh thì luôn coi Bình B là một trưởng nhóm ngoại giao gọi là số 1 ở trên chương trình này. Tất cả những cái lời nói của Bình B mình chỉ tin 50% thôi, Nguyên Linh ạ. À. Hơi nhiều rồi đấy. Và cuối cùng là gì? Cái sự thật đó là cái gì? Sự thật là ngày hôm nay em sẽ phải tham dự chương trình này với tư cách giống như anh, tức là người ngoài cuộc. Và chúng ta sẽ cùng xem trận đấu này với tư cách của những bình luận viên. Hiếu Aquaman này, một người thế nào nhỉ? Gọi là ngoại đạo với chúng tôi. Thường thì tôi sẽ ngồi ở Bình B hay là Nguyên Linh ở trên chương trình này, nhưng mà ngày hôm nay thì Hiếu Aquaman lại quay trở lại với chương trình này với tư cách là một người chơi. Thì bạn cảm thấy thế nào khi mà bị Bình B gáy trong suốt mấy ngày vừa qua? Người rất cảm ơn các anh đã mời em lên chương trình. Với tư cách là người bị gáy thì thực ra em thấy quen rồi, bị gáy quen rồi. Cả là mình phải ở tầm nào thì người ta mới suốt ngày đi gáy mình chứ, đúng không? Em biết mà. Thực ra em thấy là em đá bình thường, nhưng mà em thấy là kiểu mình cũng có tí nhan sắc nên người ta hay gáy vì kiểu nhan sắc mình thôi. Chứ còn thấy người ta gáy mình đá kém hay đá hay dở gì cả. Anh Quân à, em trích nguyên văn những lời anh Hiếu nói khi mà nãy giờ em mới vô một cái, em chào anh Hiếu cái, em hỏi anh Hiếu ăn cơm chưa, em hỏi xã giao anh Hiếu. Anh Hiếu nói là ăn hay không ăn có ý nghĩa gì đâu em. Em trích nguyên văn, nhưng mà ở trong ngày hôm nay kết quả anh cũng có thể là có kết quả tốt chứ anh Bình. Nên rằng một cái mà có thể rất là em phải nói chính xác chứ, là không cần ăn cũng thắng. và ngày hôm nay cuộc chơi nó không chỉ là câu chuyện của Bình B và Hiếu Aquaman đâu, mà nó là cuộc chơi của cả team, và đấy sẽ là một cái điều rất là thú vị. Chúng ta sẽ có một cái cuộc đấu rất là thú vị được sắp xếp bởi hai vị đội trưởng của chúng ta, đấy là Bình B và Hiếu Aquaman. Và đội trưởng Bình B có thể giới thiệu một chút về cái game ngày hôm nay được không? Ngày hôm nay thì chúng ta chắc chắn là vẫn thi đấu FIFA Online 4 rồi. Bởi vì là thực ra thì tôi thì nhạc nào cũng nhảy, nhưng mà Hiếu thì có một số nhạc không nhảy được. Đấy, cho nên là anh em thì cũng thôi cho Hiếu một cái cơ hội để có được nhiều cái phần trăm tin cậy hơn. Đấy, cho nên là hôm nay thì chúng ta sẽ thi đấu FIFA Online 4, chắc là anh em cũng biết rồi. Và team của tôi thì cũng là một team nói thì cũng
khiêm tốn thôi. Team này là một team xuất sắc nhất có thể có ở FIFA 24 hiện tại, không thể hơn được nữa. Đấy, ghê gớm đấy. Gồm những ai vậy? Có lẽ là mình phải giấu. Chúng ta sẽ bật mí cùng lúc. Anh em mình sẽ bật mí cùng lúc, bởi vì là bây giờ mà tôi mà công bố team tôi cái Hiếu nghe tức lại sửa soạn, biết đâu đấy lại có những cái chiêu bài mới nghe nó không hay, nó không fair. Anh ơi phòng thủ em... quá, anh ơi phòng thủ quá. Mình giảng cẩn thận phết nhỉ. Cẩn thận lắm. Cái cuộc chiến này là cuộc chiến không ai muốn thua cả. Tôi biết là ông Quân mà ngồi đây là tôi làm rất nguy hiểm. Tôi không thể thua được. Chắc chắn là ngày hôm nay mà Bình B thua thì phải cạo râu ở trên stream rồi. Không thể khác được. Cái râu kia vẫn ở trên gương mặt kia. Và tôi đã rất nhiều lần muốn là Bình B phải cạo râu ở trên stream này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay làm ơn Hiếu Argument và team của Hiếu Argument hãy giúp tôi làm được cái điều đó. Bởi vì là rất nhiều lần tôi ngồi ở trên chương trình debate này và cũng đã thách thức những khán giả đến đấu với cả Bình B ấy, thì không hiểu sao không thắng nổi. Cứ khi mà tôi ngồi trên này không thắng nổi, để đến khi tôi rời khỏi chương trình đấy có vẻ như là cái tâm lý nó được thả lỏng một chút, là y rằng là thua, là mất tiền của tôi rồi. Tôi vẫn cú lắm. Đâm ra là ngày hôm nay Hiếu Argument làm ơn hãy để cho Bình B cạo râu ở trên stream này. Đó, đấy là cái kèo đầu tiên mà tôi đặt ra cho Bình B, bởi vì là bản thân tôi thì lúc nào cũng muốn là Bình B thua ở trong một cái ở một cái chương trình như thế này, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy Bình B thua cả, thật sự là như thế. Cái lần dự hiếm hoi mà Bình B thua thì đấy là lúc mà tôi không tham dự ở chương trình debate này. Vậy thì ngày hôm nay tôi rất là mong chờ điều đó. Thể thức chơi của ngày hôm nay là như thế nào nhỉ? Ai có thể giúp cho tôi giải thích với khán giả được không ạ? Thể thức chơi của ngày hôm nay hơi khác bình thường tí xíu. Khi mà nếu các bạn xem FIFA 24 đá giải thì các bạn đã quá quen với hình thức Kendo, và cũng là một hình thức mà tụi mình đã tính đến. Nhưng mà xong sau đó thì về thời lượng của chương trình, tụi mình sẽ linh hoạt về hình thức xử lý trong ngày hôm nay. Khi mà những đội trưởng sẽ là người lên tiếng, những đội trưởng sẽ là người đưa ra những cái chiêu bài thích hợp. Khi mà lát nữa thì đây, ngay lúc này thì các bạn sẽ thấy được từng đội trưởng đưa ra thứ tự sắp xếp của hai đội, bao gồm những game thủ hay nhất ở bên phía họ. Nên rằng chúng ta đến tiết mục đã đưa ra game thủ. Trước khi mà đến với tiết mục đó ấy, thì chúng ta cũng mong muốn là nhắc đến cái phần thưởng mà hai team chơi ngày hôm nay sẽ có. Tôi thì vạn phép là người đưa ra cái phần thưởng đó. Đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ được nhận một phần thưởng trị giá 2 triệu đồng. Tôi không biết là cái phần thưởng đó nó có lớn không so với những cái kèo bình thường mà các bạn hay chơi với nhau, nhưng mà tôi hy vọng rằng là chí ít thì đó cũng là một cái sự đóng góp để khiến cho những con gà lao vào nhau thật là mãnh liệt trong ngày hôm nay. Tôi sẽ bật mí. Đây là team của tôi. Nói chung là đây là team gáy tốt nhất vào thời điểm này trên cộng đồng FIFA Live 4. Và đá hay không thì không biết. Giúp anh sẽ đá hay hơn team của Hiếu. Anh tuyển thủ lúc đầu tiên vô đó là iProbot. Đó là người chuyên gia tận dụng bất game, cực kỳ tuyệt vời. Có anh Bình đá thứ hai, có Duy, em đoán là Duy Bill em ạ, Duy Bill và cuối cùng Duy là một người em của em Thành Mù, sẽ là vị trí thứ tư. Anh Hiếu là vị trí thứ ba nè, em đoán là vị trí thứ hai là của Kha. Em nhận ra được người thứ tư đó là Huy Đồ Sơn nè, cũng là một người em của em nè. Một là Trinh. Ok, một này. Là Lê okay. Tiến Trinh 33 vote à. Và cả hai người đội trưởng có tự tin với lại là có tin tưởng vào những cái người đồng đội của mình ở trong ngày hôm nay không? Tự tin chứ? Nhiên như rồi. Vậy ok, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem rằng là liệu cái kèo này nó có chuẩn hay không. Rồi là chúng ta có tin vào một người thường xuyên tip cho người khác về chơi FIFA hay không ở trên mạng xã hội, và một người thì chỉ là một game thủ bình thường thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu này ngay bây giờ. Chào mừng mọi người quay trở lại. Khi mà cực kỳ tuyệt vời ở trong ngày hôm nay, chúng ta được xem một cái trận đấu cực kỳ hấp dẫn, khi mà mình chắc chắn rằng trình độ của những game thủ, hai game thủ ở trong ngày hôm nay không tồn một tí xíu nào đâu. Hứa với các bạn đây chắc chắn sẽ là một cái trận đấu hấp dẫn của hai game thủ chuyên nghiệp. Tức là không tồi bằng Nguyên Linh đúng không?
Không, em là cái level khác rồi nè. và chúng ta sẽ cùng đến với cuộc đối đầu ngày hôm nay, Nguyên Linh. Em nghĩ rằng là ai sẽ là người có lợi thế trong cuộc đối đầu này? Có, tại vì có một cái tip. Em mạnh dạn lên, em mạnh dạn lên, người ta cần phải được tư vấn từ em vào thời điểm này. Em phải tự tưởng cho em những chuyện chứ. Mà nó sẽ có một tip nhỏ nhỏ mà những cái người như kiểu streamer, youtuber như em, thì khi mà giả sử anh đưa một cái trò nào đó ở trên mạng xã hội chẳng hạn, thì nhiều những người giả sử như người ta xem anh, người ta sẽ biết bài anh đá là như thế nào. Nên rằng ở trong trường hợp này, em thích là một ẩn số kiểu như ở bên Chinh hơn là một cái người nổi như là Aprobot ở trong trận này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Tôi thì tôi chả biết về cả hai bạn này đâu, nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem diễn biến thực sự của trận đấu này là như thế nào. Đây thực sự là một trận đấu căng thẳng và hấp dẫn, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những gì nó sẽ diễn ra. Và chúng ta cùng xem những điều gì sẽ diễn ra ở trong trận đấu hấp dẫn này. Đối chơi của iRobot rất nhanh mọi người, rất nhanh, không có tí xíu nào là tìm hiểu về đối thủ vào lúc này cả. Anh đã dự đoán là iRobot sẽ chơi như vậy rồi. Anh có thực sự đã dự đoán như vậy? Chắc chắn là anh dự đoán như vậy. Ai tiếp tục đánh kèo nào? Nhưng mà anh nhìn thấy chấp hơi sâu, nên là anh cũng đã giòn rén. Nope. Wow, một chút xíu nữa đã có bàn thắng rồi. Rất đáng tiếc với cú đánh đầu của Cristiano Ronaldo. Thực ra là iRobot cũng cầm bóng chỉ nhỉnh hơn 2% so với Trinh thôi, Trinh Chế thôi. Và vẫn còn rất là nhiều điều chúng ta chờ đợi ở trận đấu này. Cũng là một cái kèo rất cần. Đánh đầu! Bàn thắng đã được ghi rồi. Người ghi bàn là Osebio. Em ăn kèo tiếp tục đây anh ơi. Em ăn kèo tiếp tục đây anh ơi. Báo đen đã ghi bàn. Báo đen Osebio đã ghi bàn. Và đó là một quả tạt rất hay của iRobot. Osebio thực sự đã chứng tỏ được cái phẩm chất mà người ta vẫn kể với ông. Chúng ta phải nói chính xác là vẫn kể với ông, đúng không? Rất nhanh ở trong vòng cấm và chớp cơ hội tuyệt vời. Đã là phút thứ 90 của trận đấu, mình đoán là đây cũng sẽ là kết quả cuối cùng. Không có gì đột biến cả. Và cắt bóng rất tốt của Boateng. Balak bây giờ chắc chắn là sẽ cầm bóng rồi. Vâng, và chiến thắng đầu tiên đã thuộc về team của Bình B với chiến thắng của iRobot. Chúc mừng iRobot với một cái chiến thắng thuyết phục. Theo cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Bạn đã cầm bóng nhiều hơn, ép sân nhiều hơn, và đã có được một cái chiến thắng từ một cái bàn thắng rất là đẹp mắt của Osebio. Kiểu ơi, 1/4 nồi lẩu đã rời khỏi tay của em rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Em như thế nào với em như thế nào với cái trận đấu thứ hai này, có đủ niềm tin không? Lúc nãy Bình B bảo trận này hơi không cân kèo một tí, tại sao thế? Trận này chắc chắn là không cân. Tôi xin phép nói trước, bởi vì Cracker là một game thủ trẻ gọi là thần đồng của FIFA Việt Nam. Đấy, đã từng giành chiến thắng rất là vang dội trước các game thủ Hàn Quốc. Thế nhưng mà kèo này vẫn không cân. Đấy, bởi vì là ý tôi nói là không cân về tuổi tác ấy, là tuổi của tôi là gấp đôi tuổi của bạn ấy. Đấy là cái sự không cân trong cái kèo này. Chứ còn đá thì tôi chắc chắn là tôi sẽ đá hết mình. À ok. Hiếu thì cảm nhận như nào trước khi trận này diễn ra? Em cảm nhận là hai kèo này nói chung là đấy, cũng như anh Ve nói tuổi tác không cân, nhưng mà em tin là Kha là có thể giúp em gỡ lại được cái 1/4 nồi vừa bị bay mất. Kha là một người như thế nào, em có thể giới thiệu một chút được không? Kha chung là rất là trẻ tuổi, được cái là cao giáo như người mẫu luôn. Rất nhiều cô gái nói chung là nhìn qua là thấy muốn rụng luôn rồi. Đấy là vì em chưa gặp Kha ngoài đời. Kha ở Hồ Chí Minh. Đấy, lối đá cũng không có gì nói nhiều cả. Nhưng mà nói chung ngoài rất là đẹp trai, điển trai như người mẫu luôn. Và em có một cái tip gì dành cho những người đang mở sẵn tip today vào lúc này không? Tip today á? Tip today thì anh em cứ Odin vào Kha thôi, rồi còn Bình Be hay đá đứng. Em sẽ mong chờ một điều mới ở trong đây. Khi mà nãy giờ thì em không biết bao nhiêu lần mà anh Quân đã đề cập về chuyện anh chưa bao giờ xem được anh Bình thua trực tiếp, nên em mong rằng sẽ có cái điều đó lần đầu tiên đó ở trong ngày hôm nay. Nên rằng tất nhiên là em trong vai trò của một người trung lập thì em cũng mong rằng có một trận đấu hấp dẫn. Nên rằng em hy vọng rằng Cracker, không biết là em có đọc đúng tên không? Cracker đúng không? Có thể có được niềm vui trong trận này.
Anh thấy là Tip Today đang đánh giá rất cao Bình Bè. Bình Bè 3.2. Trong khi đó Cracker đang được chấm 1.89. Nhưng mà nếu mà đặt Cracker thì sẽ được rất nhiều điểm. Đó, trong khi đó đặt Bình Bè thì được ít điểm thôi. Hòa là 4. Và anh sẽ đặt Cracker. Anh sẽ ngay lập tức đặt Cracker vào thời điểm này. Đó. Đây có phải là anti không hả? Anti, nói thẳng là anti. Đây nó không mang cái tính chất gọi là khoa học hay là thống kê gì cả. Không có thứ khoa học thống kê gì hết. Đơn giản là cổ vũ cho Cracker ngày hôm nay thắng Bình Bè thôi. Rất là đơn giản như thế thôi. Đó cũng đúng như lời Hiếu nói, mình thì đá không hay mà cũng không hay đá. Nhưng mà lại mình được cái là rất hay đi ăn lẩu free. Em chỉ hỏi anh câu đó là lần cuối cùng anh đá chuyên nghiệp và lúc nào vậy anh Bình? Thời đấy là cái thời mà Nguyên Linh đang còn ở danh siêu sao đấy. Đấy là cái lúc mà lần cuối cùng mà anh đá chuyên nghiệp thì cũng là cái thời điểm mà Nguyên Linh đang còn đá danh siêu sao. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị chứng kiến trận đấu giữa Bình Bê và Cracker. Một trận đấu mà tôi rất là chờ đợi ngày hôm nay là trận đấu của trưởng động Bình Bê và một game thủ còn rất trẻ đó là Cracker. Động chủ, động chủ thì tôi anh cũng gọi trưởng động thì cũng đúng thôi. Đấy thì anh cũng rất là tò mò xem rằng là ngày hôm nay khi mà Bình Bê chơi với một cái sức ép như thế này thì Bình Bê sẽ chơi như thế nào đây? Em nghĩ rằng nếu có một người mà luôn luôn đối mặt với những sức ép tốt thì đó sẽ là Rucker. Tại vì em đã xem... anh nghĩ là em định nói anh mình đúng không? Phải. Tại vì em đã xem Rucker đá ở trong chuyên nghiệp rồi. Đó là một cái một người chỉ mới sinh năm 2K... lúc này đang mới chỉ 2K5 thôi nè. 2K5 thôi mà thi đấu chuyên nghiệp và đã có những thành tích bất ngờ, tức là đá ngang ngửa với một cái game thủ Thái, game thủ Hàn ở lúc đó luôn. Nên rằng em hy vọng rằng anh sẽ bất ngờ anh một cách thú vị giống về Cracker trong ngày hôm nay, cũng giống như là anh đã có được cái sự bất ngờ với cách mà Apropos đá. À, chương trình này chúng ta đã có nhìn thấy được mặt của hai game thủ. Đúng là Cracker trông rất trẻ, thực sự là mặt búng ra sữa luôn. Đúng là như vậy, rất trẻ, một bên cạnh là một ông già cắm cú là Bình Bê. Kèo nhìn về giao diện đã thấy lệch kinh khủng luôn. Đây là các bạn tự biết đánh ở đâu. Các bạn sẽ thấy rằng ở bên phía anh Bình sẽ mặc áo trắng mọi người. Một cái khác nhỏ nhỏ trước trận đấu này đó là anh không biết đó là ở trong những cái cầu thủ mà anh Bình đang cầm, Henry rồi Zidane, Gullit, đó là những cầu thủ mà vô cùng hợp với meta game. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ không thường xuyên thấy anh Bình khi mà đã chơi những cầu thủ lạ, tức là anh Bình lúc này đã phải đưa hết toàn bộ, bán hết toàn bộ và mua một cái team rất là hợp với những cái cầu thủ ở trong game để có thể nói về mức độ nghiêm túc của anh Bình ở trong cái cặp đấu này anh Quân ạ. Chúng ta quay trở lại với trận đấu. Kevin De Bruyne tạt rất thấp, không vào. Quá đáng tiếc. Có thể giúp anh Bình khoái được pha vừa rồi. Anh thực sự là thích cái skill đó của Kevin De Bruyne ở trong game. Chắc chắn đây là một cái trận đấu một chiều. Em không biết là anh Bình có quen với những cái thế trận này hay không. Anh chưa bao giờ quen Bình Bê đá kiểu này cả. Chưa nhìn thấy. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Tuyệt vời. 1-0. 1-0 cho Cracker, đá rất hay. Xứng đáng là người cầm đội Italia trong ngày hôm nay và xứng đáng được tôi chọn ở Tip Today trong ngày hôm nay. Tuyệt vời. Một bàn thắng tuyệt đẹp. Một bàn thắng cho thấy được đẳng cấp của Kevin De Bruyne với một pha giật lại rất hay và đá sát vào cột gần. Rack back đây nè. Đó là cái chiêu rack back. Đó là một trong những chiêu hiệu quả ở trong FIFA 24. Và Cracker đã làm điều này một cách master. Một cách rất là đỉnh cao luôn. Hay đấy. Cracker hay đấy. Đá hay rồi. Thực sự. Đá hay. Phải công nhận là như thế. Marco Llorente, Gullit, Llorente. Thậm chí một chuyển hoàn toàn có thể tệ hơn. Rất nhiều skill, rất nhiều skill. Vào. Hên quá. Phút thứ 62 của trận đấu và phút thứ 28 của trận đấu, chắc chắn anh Bình phải cảm ơn Thượng Đế trong ngày hôm nay. Nhưng mà Bình Bê bị hành nó sấp mặt rồi. Nhiều anh em có comment là ship cho anh Bình một cái khăn để lau tay. Mồ hôi toát ra rồi anh em ơi. Đá này mất khách quá, Cracker. Tôi chết rồi, lại cứ thêm một cơ hội nữa cho Cracker. Pavel Nedved. Cô không skill thành công. Makele đã phòng ngự rất tốt. Quả đấy thì cũng không thể được coi là một cơ hội rõ rệt. Đây rồi, cơ hội đây rồi. Pavel Nedved. Điểm không vào. Vào rồi.
rất hay. Big B đã chứng tỏ được kinh nghiệm của mình ở những giờ phút quan trọng nhất của trận đấu này với một pha thoát xuống cực hay của Pavel Nedved và đá quyết đoán. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thì lúc đó mình vẫn có thể thực hiện tình huống anh sút ngay đây. Xin lỗi Bình B đi. Anh em comment xin lỗi Bình B đi. Anh comment xin lỗi Bình B kìa. Anh bởi vì là anh chấp làm gì, bởi vì anh không xem quá nhiều những cái game như thế này. Và thực ra là anh là anti của Bình B nên là anh không thể xin lỗi Bình B được. Và chúng ta sẽ cùng xem Nedved. Ôi wow, Nedved ở bên kia đã ghi bàn nhưng Nedved bên này thì không thể thắng được Martinez. Ở hai khung thành đều là Martinez cả. Nhưng mà chắc chắn các bạn phải xem cách vì sao mà Nedved ở bên đây có thể tiếp cận được khung thành. Rất hay, một cái tình huống rất ảo ở bên phía Cracker. Chỉ tiếc rằng cái cú sút không thể chính xác được bằng Fenton. Còn dai sức là như thế nào thì chắc chắn anh Bình phải thể hiện tốt hơn những thứ gì mà mình đã thể hiện trong hiệp 1. Wow, Pavel Nedved vừa có một cú ngả vô lê tuyệt vời. Mỗi tội là bóng không đi vào khung thành mà thôi. Và dứt điểm rất ấn tượng. Ở thời điểm hiện tại, người đáng vĩnh hơn lại là anh Bình. Thế trận xoay chuyển rất là hay, tại vì ở trong những cái phút cuối trận, ở trong hiệp thi đấu thứ hai, đó là những cái màn rượt đuổi, những cái màn tấn công giữa hai bên quyết liệt mà bên nào hoàn toàn có thể có bàn thắng ở trong những phút cuối cùng. Đó là những trong những cái phút em đoán là đỉnh, rất là đỉnh cao của FIFA 24. Một trận đấu rất hay và chúng ta chuẩn bị được chứng kiến một cuộc đấu súng cân não giữa Cracker và Bình B rồi đấy. Penalty thì là may rủi thôi chứ như thế nào. Là may rủi thôi. Đấy, câu chuyện là như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với loạt penalty. Thực ra là hiếu team của Cracker và hiếu Akakumen vào thời điểm này đang rất căng ấy. Bởi vì nếu mà thua thêm trận này nữa thì sức ép rất lớn dành cho người đá lượt thứ 3. Đúng không? Bởi vì người đá lượt thứ 3 mà thua nốt thì là thôi rồi còn gì nữa. Đúng vậy anh ạ. Làm gì còn kèo nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem màn tỉ thí ở trên chấm luân lưu là như thế nào. Van der Sar và Eusebio. Wow, một chút xíu nữa thôi là Van der Sar đã có thể bắt được quả vừa rồi. Amri và Martinez chơi chiều luôn. Amri, em ghi giữa. Wow, đá rất bình bề đúng không? Rất bình bề luôn. Ronaldo. Yêu dạ, anh cũng hay tới mức mà có thể dùng cái từ anh bình bề với một cái tính từ luôn này. Nói về cái việc không biết vì sao vẫn hiểu quả. À, chúng ta cùng xem tình huống này của anh Bình. Rất nhẹ nhàng, rất khó chịu. Đá cực lạnh. Giữa luôn. Sụp giữa. Giữa luôn. Gullit. Gullit. Đá rất ngay từ đầu trận cho tới bây giờ. Wow. Đá qua đấy thì có mà bay đằng rời cũng không thể bắt được. Neymar. Lại là đá giữa. Anh có vẻ cảm giác là Cracker bắt đầu căng thẳng rồi. Ông em đoán là thời điểm hiện tại Cracker đã quá quen với những màn penalty như vậy. Và thậm chí cả hai game thủ đều biết được cách đá penalty làm sao mà cho dù đối thủ môn đối phương đúng hướng mà vẫn không đỡ được. Wow, ba đá quá hay. Thật rằng em cũng muốn làm giảm cái độ hay của chương trình nhưng mà em đoán là lúc này chúng ta cũng thấy tình tình chúng ta cũng thở từ từ lại. Căng thẳng thật sự luôn. Cực kỳ căng thẳng. Rijkaard. Ôi, đá kinh khủng nhỉ. Đá rách lưới luôn ấy. Đúng, cái xe của Hulit đá ngay. Quá hay. Đá penalty quá hay, đúng là những game thủ hàng đầu thực sự. Đá quá hay luôn, tức là kể cả thủ môn có đoán được chưa chắc bắt được luôn. Đấy, đá toàn vào góc chết luôn. Khả năng xử lý những tình huống penalty là tuyệt vời đấy. Đấy, anh đã bảo rồi mà. Đã bảo rồi mà, tâm lý rồi. Anh đá vào giữa là bị tâm lý rồi. Nào bây giờ là sẽ là cơ hội của Bình B. Cơ hội Bình B để kết thúc trận đấu này. Tuyệt vời, Bình B đã thắng rồi. Một trận đấu rất hay của Bình B. Đã hay đến phút cuối cùng. Rất hay, trận đấu này em sẵn sàng đứng lên để có thể vỗ tay cho mình. Tôi rất là chia buồn với Cracker. Cracker đã khởi đầu tuyệt vời, đã thể hiện được rất nhiều điều, đã khiến cho tôi phải ố á liên tục ở quãng thời gian đầu tiên của trận đấu này. Nhưng cuối cùng thì Bình B với kinh nghiệm của mình đã giành chiến thắng. Đúng là Bình B kinh nghiệm thật. Alo. Em chỉ muốn hỏi là cái lúc mà tầm khoảng phút thứ 70 trước cái phút thứ 70 là anh có thở được không ạ?
anh cố gắng thở trong những cái giờ phút quan trọng nhất. Nói thật là các bạn ấy là một người tay rất là nhanh. Tại vì lúc đó nhưng... em đã dùng rất là nhiều từ. Khi mà lúc đó phút thứ 73 của trận đấu, anh Quân có dùng từ kinh khủng để có thể nói về Cracker. Ở trong hiệp 1 em có dùng từ thần đồng để có thể nói về Cracker. Nhưng mà anh Bình là người ngày hôm nay có thể khiến cho em với anh Quân rất là bẻ mặt trên là stream. Thần đồng cách đây 10 năm. tôi phải rút cái tai nghe ra để tôi nghe chỉ tiếng không, trong game thôi nên, bởi vì nên thế tôi chứ mà nghe là... tiếng của Quân tôi không đá được. Nên thế bởi vì tôi thật với bạn là bạn đã bị anh em gọi là dìm xuống tận đáy của cái mặt nước thôi, bởi vì trong những cái giây phút đầu tiên bạn đá rất lởm và mọi người nghĩ rằng bạn thua đến nơi rồi, nhưng mà cuối cùng bạn không thua, thì đấy mới là kinh nghiệm bản lĩnh của Bình B. Thực sự là như vậy, rất là nhiều người đã comment xin lỗi Bình B ở trên live chat và xin lỗi Bình B. Cá nhân tôi xin lỗi anh Quân, đó là hồi nãy giờ có một người mà chúng ta hơi bị bỏ qua, đó là anh Hiếu khi mà đã thua 2 trận. Thực ra này anh không muốn gây sức ép với Hiếu nữa, bởi vì là nếu mà gây sức ép với Hiếu tiếp tục ở trận đấu này mà Hiếu thua tiếp ấy thì thôi chúng ta sẽ end game ngay từ giờ phút này, đúng không? Và chúng ta người lẩu bay rồi. Chúng ta không muốn như thế, chắc chắn là như thế. Thực ra cái việc mà Hiếu Hakomen sắp xếp Cracker đá ở lượt thứ hai với rất nhiều những kỳ vọng rằng là Cracker sẽ tạo ra bất ngờ cho Bình B, nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra, một chút xíu thiếu may mắn thôi, chứ đá penalty thì nó là như vậy. Và Cracker ở những giây cuối cùng của trận đấu, ở những loạt đá cuối cùng thì hơi tâm lý. Khi mà anh nhìn thấy những cái quả đá vào giữa đấy là anh biết là tâm lý rồi. Lúc đấy là ghê răng rồi, không dám đá vào góc nữa, bởi vì là thấy thủ môn bay rất ảo rồi. Chính vì thế là cũng đến cái lúc mà Bình B bắt được một quả penalty thôi. Phiền anh Hiếu có thể cho tụi em thấy cái cảm giác của anh hay là như thế nào vào lúc này, lúc ngàn em xin lỗi với ngàn cân treo sợi tóc này. Thì chính mình phải ra trận thôi. Ngàn cân treo sợi tóc thì chính mình phải đúng rồi, quyết định số phận của mình thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu rất quyết định trong ngày hôm nay. Đây là một quả penalty cực kỳ quan trọng của team Hiếu Hakomen, bởi vì chúng ta đều biết rằng là đội nào mà thua 3 trắng trước thì coi như là trận đấu sẽ kết thúc, và tất cả chúng ta đều không mong muốn điều đó xảy ra. Hiếu Hakomen và Rebuild, trận đấu thứ 3 của ngày hôm nay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với khối đầu giữa Hiếu Hakomen và Rebuild. Tôi đã nhìn thấy anh chàng Rebuild rồi, và đúng là một cái gương mặt rất là trẻ, cũng rất trẻ, đang chờ đợi để sẵn sàng tạo ra bất ngờ trước Hiếu Hakomen. Bố anh đã từng rất thích bộ ba của AC Milan trước đây, đó là Fenerbahçe, Ruud Gullit và Van Basten. Qua rồi. Cơ ơi. Qua rồi. 3-0 rồi. Ui, 3-0. Thật tiếc. Cơ hội rộng mở, nhưng mà thực sự là Hiếu Argument rất kinh nghiệm ở tình huống vừa rồi. Em khá sure là trong pha này em sẽ sút vào. Khá sure. Bởi vì em hay sút bậy mà. Đang đá ở một cái trình độ rất cao đấy. Ui, phối hợp được rồi, sút chăng? Chuyền vào, chuyền vào, chuyền vào. Ui, sút luôn, không phải là chuyền vào. Cú sút ngay của Zubil. Ui, đã 2/3 thời gian trận đấu trôi qua, tỷ số thời điểm hiện tại vẫn đang là 0-0 với một thế trận có phần hơi nhỉnh hơn tí xíu. Không có một chút nhân nhượng nào cả của Zubil. Wow. Suýt nữa thì kết thúc anh ạ. Suýt nữa thì trận đấu kết thúc. Suýt nữa thì game end. Ông Bình B này dã man thật. Ông rủ Hiếu Hakomen vào đá và ông làm một cái team kinh khủng khiếp thế này, đúng không? Chả có drama, chả có sắp xếp gì cả. Thắng là thắng mà thua là thua. Đơn giản đấy thôi. Lúc nãy Bình B còn hỏi anh là thế bây giờ Quân tính nào nếu mà 3-0 trắng? Anh bảo là tính thế nào bây giờ? Tính nào bây giờ Bình B? Đưa nô cái bàn rồi. Hiếu Hakomen đã để thủng lưới. Thôi. Ủa anh Quân, với kinh nghiệm của anh mà bây giờ em nói hơi kỳ cho bên phía anh Hiếu là có hơi kỳ không? Tại vì kết quả thời điểm hiện tại thì nó cũng đã rõ ràng ra rồi. Thì cái gì à em, bây giờ mình thua thì mình phải chấp nhận chứ. Nhất là trong những cái cuộc chơi này em đã thấy bao nhiêu lần em phải chấp nhận những cái điều tai hại ở trong những cái trận đấu như này chưa? Tai hại rồi. Quá tai hại. Em vẫn còn anh hãy ghi lại cái khoảnh khắc mà lúc đó anh Bình ngồi mà anh Bình đánh giá, mà anh Bình đưa ra những điểm mà Cracker còn cải thiện, trong lúc đó anh Hiếu phải ngồi đó anh Hiếu nghe. Đó là cái cảm giác rất là chia buồn với team của Hiếu.
rất là chia buồn với team của Hiếu, thực sự là như vậy. Rất chia buồn với những người muốn xem lâu hơn chương trình này. Rất nhiều người muốn xem lâu hơn chương trình này. Rất tiếc vì điều đó. Thấy chưa? Nguyên Linh, nó không phải là số phận đâu. Mà sự thực là khi mà anh ngồi đây là mình chưa thua. Đúng không? Em công nhận anh điều này không? Wow. Vâng. Cứ anh ngồi đây là Bình B không thua. Khi mà anh dọa là cắt dâu của Bình B là Bình B không thua. Nên là từ sau ấy, chúng ta muốn Bình B thắng là chúng ta phải dọa cắt dâu. Chắc chắn là như thế rồi. Mic tôi được bật chứ nhỉ? Bạn gái đi. Bạn gái đi. Đấy, bạn được bật rồi mà. Không, tôi thì tôi thấy bình thường. Cái cảm giác này nó cũng bình thường. Tôi chỉ muốn bật mic lên và chia sẻ với anh em là tôi thấy bình thường. Thế thôi. Chứ cũng không hẳn là tôi cần phải làm cái gì đó đâu. Xin phép ấy được không? Gọi là trận cuối ôn in được không? Như nào? Như nào? Ôn in như nào nào? Ôn in kiểu gì nào? Thì tăng số ngày để Ava lên 3 ngày, còn nếu như mà trận tăng hẳn lên 1 tuần. 10 ngày anh ạ. Tăng hẳn lên 1 tuần. Gì rón rén thế, bây giờ mình thua rồi mà. Mình thua 4 ngày vậy. Anh thua 3-0 anh Hiếu à. Em xin lỗi chứ. 3-0 đâu, 1-0. 3-0 đâu, 1-0 mà. Không, tức là 3 trận. Ý nguyên nó là như thế. Nào Bình B, bây giờ quyết định nằm ở bạn đấy. Một người đội trưởng. Nhưng mà như thế nghĩa là sao? Tức là trận cuối mà ý Hiếu là Huy Đồ Sơn mà thắng đúng không? Thì là như thế nào? Thì là gỡ. Thì coi như là gỡ 3 đều. Thì Bình B cũng chịu phạt. Không, là gỡ 3 đều và chúng ta sẽ phải có một trận đấu cuối cùng để phân định thắng bại. Chứ còn nếu mà thắng một trận mà để quyết định tất cả thế thì không fair. Ok. Gỡ 3 đều. Anh Bình có chịu hay không? Nếu mà như thế, tức là gỡ 3 đều, nhưng mà nếu như mà trận này mà Huy Đồ Sơn thua thì Hiếu sẽ phải nâng hình phạt từ 2 ngày lên 1 tuần. Lên 5 ngày. Lên 5 gấp ngày. Đôi thôi, gấp đôi. 5 ngày. 5 ngày. 1 tuần gấp đôi. Lớp trưởng nói rồi. À, ok. Hiếu có chơi không? Không chơi không được ý. Chả nhẽ cho ông Huy về bán bánh mì Đồ Sơn à? Khổ thân ông Huy, ngồi cả buổi tối như này, ngồi buồn cười, ngồi khổ thân thêm Huy lắm. Anh rất yo Huy ơi, yo Huy ơi, đừng buông tay ngồi Huy ơi. Ok, và chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Thành Mù và Huy Đồ Sơn. Chúng ta đã nhìn thấy Thành Mù và Huy Đồ Sơn ở trên hình vào thời điểm này. Huy Đồ Sơn đang gánh trên vai một cái trọng trách rất là lớn, nó không chỉ là... Đang em bánh mì anh ơi! Thì mà ở thời điểm hiện tại thì anh đừng quên rằng đây là hai cái game thủ mà gáy rất là khét ở trước trận đấu này diễn ra. Hình như em nếu em không nhầm... Anh nói thật là khán giả chỉ nhắc đến hai tên này thôi. Ngoài Bình B và Hiếu Hangumen, mà thực ra ấy là Bình B và Hiếu Hangumen còn không được nhắc đến nhiều bằng hai game thủ này cơ. Và ok, đấy là một cái sự gì đó rất là trùng hợp. The Bruyne, Bullet, ghi bàn rồi. Thành Mù à? Trận đấu của danh dự anh à, Thành Mù anh à. Trận đấu của danh dự anh à. Rijkaard đã ghi bàn. Rằng rất nhanh. Khi mà... Danh dự gì hả em? Thành Mù là team của Bình B mà. Không phải, đó là một trận đấu mà em sẽ bỏ qua những cái xung quanh hoàn. Hoàn toàn đúng là như vậy. Anh cảm giác bây giờ cái mặt của Hiếu mà làm meme mới là chuẩn này. Cái mặt của Hiếu Hakumen làm meme bây giờ mới là chuẩn này. Không có ai muốn thời điểm hiện tại muốn nhìn thấy mặt Hiếu đâu anh. Sẽ cắt được quả bóng đó. Cơ hội. Suýt nữa thì kết thúc. Nếu mà tình huống đó của Kevin De Bruyne suýt chính xác được. Đây sẽ là một cơ hội rất quan trọng để Huy Đồ Sơn nghĩ đến việc gỡ hòa. Rất khó nè, rồi vừa phải đá nhanh mà vừa phải đá chính xác, vừa phải thế mới cần đến bản lĩnh chứ. Và bản lĩnh là những cái giờ không? Phút này Son. làm gì chúc mừng Huy Đồ Sơn và chúc mừng Hiếu Hakumen, một cái bàn thắng rất quan trọng đến vào một cái thời điểm rất quan trọng ở cuối đầu với Thành Mù ngày hôm nay. Và các bạn có thể comment gì đi về tình huống đó nào, tình huống đó Son Heung-min xử lý thế nào hả Nguyên Linh, phân tích đi. Nhưng mà đó là một cái tình huống về một tình huống meta game rất là dễ để có thể ăn được. Khi mà đó là cái tình huống mà nếu mà anh chơi game thì anh sẽ khá là quen với những cái tình huống như vậy. Tình huống rê bóng cực kỳ khó chịu đến từ cánh, và sau đó là một cái tình huống tạt gọi là bombo, một cái tình huống ZS vô.
Và lúc đó thì cái công việc từ bên trong cho dù đơn giản, nhìn có vẻ đơn giản như vậy, nhưng mà để có thể ra được cái vị trí cánh mà tung ra một cái đường thì đó chắc chắn là những cái điều vô cùng hay, vô cùng, em thậm chí có thể nói là kỳ diệu vào cái khoảng thời gian hiện tại mà Huy Đồ Sơn có thể làm được. Hoan hô Huy Đồ Sơn. Nếu các bạn là fan thì các bạn có thể cho giúp từ Thành Mù hoặc là từ của Huy Đồ Sơn có từ nào là nhiều hơn được không ạ? Một bàn thắng rất đẹp của Cristiano Ronaldo. Một tình huống ghi bàn rất ấn tượng, một tình huống chuyền bóng rất hay, thả bóng sau lưng của cầu thủ đối phương, và sau đó Ronaldo đã ghi một bàn thắng rất quan trọng, một bàn thắng rất quyết định, mang đến có thể là chiến thắng cho team của Bình B trong ngày hôm nay, một cái chiến thắng tuyệt đối. Tình huống cầm bóng, giữ bóng và sau đó một cái tình huống chuyền bóng của Hulit. Một cái tình huống mà tối ngày hôm nay Huy Đồ Sơn sẽ cực kỳ khó ngủ khi mà vì sao hàng phòng ngự của Huy lại bị thủng ở trong pha vừa rồi. Rất tiếc. Không chuyển được thì chịu rồi. Rất tiếc cho Huy Đồ Sơn ở tình huống đó. Và thậm chí Thành còn không cần cầm bóng ở trong pha đấy nữa. Một cái trận đấu hai cái cổ cây cú thủ, nhưng mà chắc chắn Thành Mù không chừng là phải hối hận về tình huống này. Một bản lĩnh tuyệt vời, một bản lĩnh tuyệt vời của Huy Đồ Sơn, quá hay, một trận đấu quá hay. Các bạn không like, không comment hay là không chia sẻ livestream này là có lỗi. Có lỗi thật sự với team của Huy Đồ Sơn và Hiếu Công Nguyện. Thành ơi, khi mà em sẽ bị trả giá ở trong những pha như vậy, khi mà Thành hoàn toàn có thể cầm bóng dễ dàng mà có một cái chừng. Quá hay, quá nhiều drama trong ngày hôm nay, quá nhiều drama, quá hay, quá hấp dẫn. Tôi phải cảm ơn Bình B và Hiếu Hamilton đã mang cho tôi một cái ngày trải nghiệm, một cái bầu không khí thi đấu tuyệt vời như thế này giữa hai team của Bình B và Hiếu Hamilton. Và thực sự và tôi cảm thấy rằng là mình đã đúng như thế nào khi mà tổ chức ra cái trận đấu này với vai trò là người cầm trường. Thực sự là thú vị, và Huy Đồ Sơn đã mang đến cho tôi những cái cảm giác tuyệt vời. Bạn không phải về Hải Phòng bán bánh mì đâu, bạn đang chơi quá tốt rồi, bạn đang chơi game rất ấn tượng rồi. Vào những cái thời điểm quan trọng nhất của trận đấu thì bạn đã chứng tỏ được khả năng của mình. Và tôi nghĩ rằng là bạn xứng đáng là người đánh cuối cùng trong team của Hakumen trong ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ chứng kiến loạt luân lưu thứ hai của ngày hôm nay. Loạt luân lưu này thì em nghĩ rằng một cái người có kinh nghiệm đá giống như là Huy Đồ Sơn sẽ có được lợi thế hơn. Beckham cũng rất là kiểu Bình B nhá, đá bóng đá fan rất kiểu Bình B luôn. Đừng có đùa. Wow, đá rất khó chịu. Wow. Xong rồi. Bình B comment tôi đã nhắm mắt. Thành ơi mày giết anh đi. Bắt được rồi. Bắt được rồi kìa. Từ sao anh không bao giờ nghe tin lời của Nguyên Linh đâu nhá. Thành Mù đang tự tin hơn ở loạt em. Không nhận vai này hụt luôn. Suýt chút nữa thì trượt. Bây giờ cơ hội chỉ đến với Huy nếu mà quả này cản được. Không ai quá muốn khó. Thua một người mới chuyển sang 2 tháng cả. Hai tháng thì có đánh bại Huy Đồ Sơn. Nên rằng những thứ tốt nhất ở thời điểm hiện tại Huy nên làm đó là đừng nghe bình luận. Thành công rồi. Cơ hội cuối cùng này. Cuối cùng rồi. Đá vào là thắng. Được rồi. Mà ngày chiến thắng của ngày hôm nay sẽ được dơ lên cánh tay của anh Bình. Vượt trội. Federico kia ra đã thắng. Các bạn có thể cho mình giúp một cái từ ao trình được mọi người. Ao trình. Thật tội nghiệp Hiếu càng hạc của mình. Thật sự là như vậy. Anh đã dành cho em những cái cơ hội rất lớn trong ngày hôm nay. Thực sự là như vậy để... Anh Bình, em chỉ nói duy nhất một cái điều này thôi. Khi mà ở thời điểm hiện tại chẳng hạn, những gì mà anh respect đối thủ nhất có thể là anh không nói gì cả. Cay thật sự luôn. Hiếu, em sẽ phải tâm sự với người thân như thế nào, em sẽ phải chống chọi với 5 ngày sắp tới như thế nào. Anh nói thật, dã man kinh khủng. Một bữa lẩu nó không dã man bằng việc để avatar đúng không? Chắc là em thông báo anh em off stream mấy ngày tới nhá.
Và chúng ta chắc chắn sẽ phải gỡ, chắc chắn là như thế rồi. Lần tiếp theo chúng ta không thể thua như thế được, đúng không? Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.